Chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Viettel TV và Viettel Radio để theo dõi chương trình Phong thủy và đời sống ngày hôm nay cùng với nhà phong thủy Hình Ngọc Thương. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại trong phần 2 cái số điện thoại để quý vị có thể gọi vào để mà nhờ thầy phong thủy Hình Ngọc Thương giúp cho quý vị gia quẻ, đó là 7143730899 trong ngày hôm nay. Và bây giờ trở lại với nhà phong thủy Hình Ngọc Thương, chắc có lẽ là mình đang có khách để mà gọi vào. Hello Giang Lê, mời một vị khán giả. Dạ rồi, mời chị nha. Dạ chào thầy, chào chị. Dạ vâng. Em định hỏi là ông xã tuổi Canh Tý, còn bà xã là Canh Tuất, năm nay có gì thay đổi không? Canh Tý và Canh Tuất có gì thay canh đổi không? Và Canh Tuất. Tại vì cái sự việc mà thay đổi này á, quý vị sẽ cấp phone chị nha, chị nghe thầy Thương trả lời nha. Dạ rồi, mời thầy. À, cái tuổi này á, là coi như là Canh Tý là mạng thổ, sinh năm 1970 phải không chị? À 60, quên đấy, sinh năm 1960 phải không? Là Canh Tý à. Phải không? Dạ chị đã hang up phone rồi thưa okay. Thầy Canh Tý và Canh Tuất. Dạ. Nếu mà ông xã thì năm nay á, ông xã là cung là cung Tốn, và trong năm Canh Tý này được quẻ là trạch phong đại quá. Vậy thì ở đây tôi nói rằng trong tháng giêng vừa rồi, trong tháng ăn Tết này là tháng giêng của ta âm lịch á, yeah. Thì vợ chồng đã có tính toán những cái chuyện đổi thay nhà ở, à, thay đổi cái chỗ ở, yeah. Chưa không phải thay đổi cái gì hết trơn á, mà sợ không biết thay đổi có được hay không. Yeah. À, đại quá, cái này là ở đây lâu quá rồi, muốn yeah. đi tới một cái chỗ khác mà sợ như thế nào đó. Yeah. Thì bây giờ năm nay thì trong tháng giêng vừa rồi là có bàn bạc với nhau yeah. để thay đổi cái chỗ ở, chứ không có gì hết trơn. Còn Canh Tuất, một người Canh Tuất là hình như là sinh năm 1970, mà vợ là Canh Tuất, đúng rồi, là cung chấn ở trong năm nay thì có được quẻ là trạch lôi tùy. Yeah. Trạch lôi tùy thì chồng sao vợ vậy. Dạ. Chứ không có ý gì gọi là cải côi hết trơn á. Vậy là hạnh phúc rồi. À, đồng phu. Dạ, đồng vợ, đồng chồng, tán miễn đông cũng cạn thưa quý vị. À, và thưa quý vị, trong cái ngày hôm nay một lần nữa, cái số live của chúng tôi là 7143730899. À, nếu mà quý vị có cần hỏi gì về đến với nhà phong thủy Hình Ngọc Thương, bây giờ thì chắc có lẽ rằng đây là một những cái câu hỏi mà chắc thầy Thương gặp rất là nhiều đây. Là thưa quý vị, rất là nhiều người hỏi rằng là vợ chồng tôi hay bị gây lộn lắm. Bây giờ theo cái kinh nghiệm của nhà phong thủy Hình Ngọc Thương thì cái việc mà gây lộn vợ trong gia đình có phong thủy có ảnh hưởng gì hay không? Trước khi mà trả lời câu đó thì chắc có lẽ là mình sẽ mời một vị thính giả trước. Dạ. Và sau đó mình sẽ trở để lại với cái hỏi này. Ừ, rồi dạ mời chị. Dạ. Rồi mời chị. Chị nghe rõ không? Dạ rồi, mời chị nha. Dạ, em muốn hỏi em tuổi Tân Sửu nên tâm 81, mạng thổ, dạ. Canh, chị cứ nói đi. Giờ Sửu, 2:30. Chị muốn hỏi mục đích của chị. Thì năm mới thì con có công chuyện mừng ăn thi cử, rồi mừng ăn, rồi thay đổi giờ nhà chỗ rồi được không? Mừng ăn, và thay đổi nhà cửa. Em cũng muốn hỏi thầy cái câu này lắm đó chị ơi. Dạ, em muốn dạ. hỏi để thầy giúp tôi. Dạ. Và thưa quý vị, những quý vị nào mà cần có sự giúp đỡ của nhà phong thủy Hình Ngọc Thương thì chốc lát nữa đây thì phòng máy sẽ để cái số điện thoại của thầy Thương để mà quý vị có thể gọi đây rắc ly với thầy sau cái chương trình này, hoặc là sau khi mà quý vị cần có những sự giúp đỡ của thầy, đó là 7144524372. Nhưng mà cái số ngày hôm nay live đó là 714 để ổng coi cho con 3730899. Rồi coi mày thầy con lại để thầy. Những quý vị nào đang gọi vào thì giữ đường like đó, chút xíu nữa Lê sẽ bắt điện thoại của quý vị tiếp theo nha. Dạ con là tuổi Sửu. Trong năm nay tôi nói bây giờ tôi nói nè, Tân Sửu cháu đó nó có một cái sự mà vừa rồi có cái cuộc thi gì đó, cái test gì đó mà cháu đã test không có được rồi, trực rồi, cuộc thi đó thử nghiệm thì trực rồi, bây giờ yêu cầu cháu làm lại đi nha. Dạ tôi nói trình bày vừa rồi đó là vừa rồi đó
có cái cháu đó là nó đã thi một cái gì đó mà thi không có được điểm, không được đủ đầu điểm, không được apply, nhưng mà thi rồi không được gì hết trơn. Cho nên bây giờ cháu thi lại, không có phải qua được, bây giờ thi lại đi nha. Còn đây là tôi nói chuyện người nhỏ, còn nói chuyện người lớn á, thì ở đây là, tuy rằng nó có những cái sự muốn thay đổi, nhưng mà cái sự thay đổi này nó cực hình là vì sao? Cần phải tính toán rất nhiều đến vấn đề tài chánh. Mình thay đổi có đủ hay không, tài chánh nó như thế nào, rồi công ăn việc làm như thế nào. Cho nên cái sự thay đổi này nó tính toán rất là khó khăn, nhưng mà sẽ thực hiện được vào tháng 4 âm lịch này. Tháng 4 âm lịch, vậy là chị cứ đợi tới tháng 4 âm lịch nha. À, mà tháng 4 âm lịch là ngày là tháng 5 hả thầy? Tháng 5 Tây. Dạ, tháng 5 Tây. Dạ rồi, chị còn có hỏi gì nữa hay không? Có muốn gì nữa không? Công việc có dẫn không thầy? Công việc có vẫn không? Không hỏi công việc nữa. Thôi hỏi chút chút, tôi còn hỏi nhiều quá vậy. Nhớ mua cho thầy Dương ly nước mía. Nói xong thầy Dương xuống với San Jose cùng với Hành Lê nha. Sẽ có một ngày nào đó sẽ mời thầy Thư xuống San Jose. Công việc trong cái tháng giêng này á, thì nó là ok. Nhưng mà trong tháng 8 âm lịch thì coi chừng. Tháng 7 âm lịch chứ. Tháng 7 âm lịch tức là tháng 8 Tây. Thì để ý một chút, lưu ý một chút. Tức là làm ăn phải cẩn thận, đừng có để cho người lớn trên nó khiển trách thì ok. Nghe chị? Nói ông xã của chị đó. Dạ rồi, cẩn thận một chút xíu rồi, trong công việc. Rồi, tháng cảm ơn 7 chị. Nha chị, tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, Hành Lê mời một vị thính giả khác trên đường live. Hello. Rồi, chào chị. Dạ vâng, rồi mời chị hỏi đến thầy Thư. Dạ thưa, năm mới chúc thầy và chúc chị một năm mới thật sức khỏe nha. Dạ cảm ơn chị. Thầy cho cháu hỏi đó là cháu từ Bính Ngọ. Bính Ngọ. Thì công việc như thế nào? Bính Ngọ 1966, trong năm nay phải chị. Câu hỏi này được quẹ hàm, tức là ý tôi nói là sự gắn bó với cái chỗ làm của mình á, thì mình phải nên gắn bó với nhau đừng tình cảm, chứ đừng có gắn bó với nhau bằng lời tức, bằng lý trí. Nếu mình gắn bó với nhau bằng lời tức hay là bằng lý trí đó, thì mình sẽ có một cái sự so sánh và có thể rời cái chỗ ở, rời chỗ làm. Cho nên quẻ này là trạch lôi, trạch sơn hàm có nghĩa là công việc có muốn đi đi nữa, có muốn thay đổi đi nữa cũng thay đổi được. Vì vấn đề tình cảm gắn bó của mình với cái người boss của mình, cho nên không có đi được đâu chị. Rồi, không biết là... Thì thầy, chỗ công việc làm thì nói đúng, nhưng mà có những người làm cùng mình, họ gây khó khăn với mình đó thầy. Dạ, tôi nói cái này phải làm sao, là thầy? Do cái vấn đề tình cảm của mình thôi, gắn bó với người boss của mình và một số đồng nghiệp của mình. Chứ còn á, đừng có vì cái vấn đề từ ái mà mình bỏ đi, vì mình cằn nhằn, mình lằn xi, người ta nói một câu đụng chạm đó mình tức, người ta soi mói mình giận, mình buồn. Cho nên ở đây quẻ này chỉ coi được là quẻ hàm. Hàm là gì? Hàm là thông cảm lẫn nhau. Hàm có nghĩa là cảm thông. Khi cảm thông rồi thì cho qua hết những cái lỗi, những cái phải, những cái trái nha chị. Sử dụng tình cảm nói chung là như vậy. Chứ vì chị di chuyển nó bất lợi cho chị. Dạ rồi. Chị nghe thầy giải thích rồi ha. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, sức khỏe thì như nào thầy hả? Ồ, còn hỏi thêm sức khỏe nữa hả? một ly nước mía nữa. Ly nước mía nữa. Wow. Trong cái sức khỏe này, khỏe này, nó cái hiện giờ thì nó có cái bao tử á, với vấn đề ăn uống á, nó không có được tốt. Ăn uống nó không có được tốt là do cái bao tử của mình vận hành, acid amino trong bao tử nó tiết xuất ra không được đầy đủ, cho nên khi muốn đói, khi muốn ăn. Cái này biểu chứng của chị là do là chị ăn sai giờ quá nhiều ăn sai giờ quá nhiều, cho nên có những cái cơn đau ở trong bao tử, và những đau nhức ở trong vùng không phải xương cốt mà thịt á, thịt da của chị, cơ bắp, có những chứng đau như chứng tê, chứng nhức. Cố gắng gặp bác sĩ để xin những cái thuốc đau nhức về cơ bắp và những cái thuốc ổn định về tiêu hóa nghe chị. Chứ dạ thưa, tốt, dạ không vâng, có gì cảm ơn thầy rất nhiều và cảm ơn chị nhiều lắm nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi happy new year chị, chúc chị may mắn nha. Dạ happy new year chị. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn chị. Valentine cô chứ. Cảm ơn chị. Và thưa quý vị,
Đó là cái câu trả lời của nhà phong thủy Hà Ngọc Thương. Thì bây giờ chắc có lẽ rằng mời thầy trở lại với câu hỏi mà anh Lê đã gửi đến cho thầy. Hello, dạ anh Lê nghe đây. Dạ. Hello. Hello. Ra rồi, mời chị đặt câu hỏi với thầy nha. Cho hỏi là tuổi ông xã tuổi Mậu Thân sinh 9/8, vợ là Nhâm Tý thì 2020 nó như thế nào? Công việc làm ăn và hạnh phúc gia đình nó có ok hay không? Ví dụ muốn mua nhà thì có tốt hay không, có được hay không? Mậu Thân năm mấy con? Dạ Mậu Thân 68 hả không? 68 chứ? 68. Dạ Mậu Thân 68. Vâng. Mậu Thân là năm 1968 vì tôi nhớ chết cha Mậu Thân luôn về á. Lần đó tôi hành quân ở Tết giải tỏa Tết Mậu Thân ở Huế mà. Tết Mậu Thân à, không. Năm nay cô muốn định kiến là như vậy thì phải trạch địa tùy. Để cho tôi coi một chút coi. Trạch địa tùy là có lẽ nó có mang cái hình nghĩa là của tập trung đó chị. Vậy thì muốn mua nhà, mua cửa thì ở đây cái vấn đề này nó phải tập trung hết tất cả mọi cái sự chi tiêu của mình ở trong đó là mình phải tính toán cơ bản cho nó chắc chắn á chị. Chứ đừng có để mà nó có quá muộn, quá gì. Cái này là khi mà thay đổi nhà cửa thì tôi mong rằng cái này là giống như sự là một thay đổi cả công ăn, cả việc làm, cả mọi thứ, mọi điều luôn. Vì trong quẻ này nó nói là ngư hóa vi long, tức là một cái cơ hội để thay đổi cái đời sống, thay đổi tất cả mọi cái khuynh hướng của trong người, trong gia đình của mình. Vậy thì cô nên thay đổi cái nhà đi, trạch địa tùy như vậy là rất là tốt. Chồng của cô là quẻ khôn, quẻ khôn mà màng là màng thổ, đại dịch thổ. Thì cái này có thể mua nhà ở hướng Tây hoặc hướng Tây Bắc hoặc hướng Tây Nam đó, tức là những cái hướng hoặc là hướng Đông Bắc. Chị có nhớ tôi nói không? Dạ rồi, chị không nhớ thì anh Lê sẽ đón xem cái chương trình này để mà được nghe trở lại nha chị nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, cho hỏi một câu nhanh gọn nữa thôi là như vậy vợ chồng có hòa thuận hay không? Câu này hay nè. Dành tí một câu thôi, một câu nhanh gọn. Tôi nói cho nghe, cái này vợ chồng sẽ hòa thuận với điều kiện. Chị nói ông xã đừng có ăn hiếp tôi. Tôi nói câu đó thôi, chị nói coi đúng không? Ông xã chị đừng có ăn hiếp, ăn hiếp chị thì mọi chuyện là tốt. Còn ăn hiếp chị và chị nổ ba đình lên á, là coi như là nhà tan cửa nát đó. Dĩ nhiên là phải như vậy rồi đó ông chị, đừng ăn hiếp tôi. Thầy chị. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy Lê. Rồi, cảm ơn chị nha. Khi nào thầy lên thì nhớ mua cho thầy đi nước mía vậy thôi. Thank you. Cảm ơn chị. Dạ rồi, dạ vâng. Và Lê sẽ chào đón một vị thính giả tiếp theo trong ngày hôm nay. Cái điện thoại của chúng tôi gọi là nghĩa là không có bao giờ mà ngừng hết. Thì thưa quý vị, rồi hành Lê xin mời một vị thính giả khác. Dạ thưa, tôi là tuổi Bính Thân ạ, chồng là Quý Tỵ. Dạ vâng. Tôi xin hỏi xem là năm nay có chuyển nhà được không, và nếu mà chuyển nhà thì tháng nào thì tốt ạ? Bính Thân sinh năm mấy chị? Dạ Bính Thân năm 56 thưa thầy. 1956. Chồng là Quý Tỵ đó, 1954, 1953 thì đúng hơn. 1953. 1953. Phải không? Dạ. Ảnh rơi vào cuối năm đó thưa thầy. Vâng. Cơ bản là địa trạch lâm. Cơ bản địa trạch lâm á, thì cái này là chuyển nhà nó rất là tốt. Cái này là thay vì trâu đi tìm cọc thì cái này cọc đi tìm trâu. Không phải gì trên á, cơ hội nó tới với mình. Nước Mỹ này là cọc đi tìm trâu là chuyện bình thường. Cọc đi tìm trâu. Mình phải muốn make sure là mình phải hợp với người sure. Đó, đúng không? Cho nên chị vậy ha. Vậy thì nhà thì hướng nào mà tháng mấy thì tốt thưa thầy? Ok, cả anh cả chị đều á nên mua nhà ở hướng Tây, hướng Tây Nam, hướng Tây Bắc và hướng Đông Bắc. Nhưng mà bây giờ lấy tuổi của chồng á, là tuổi Quý Tỵ đó, là cung khôn, mạng trường lưu thủy, thì ở nhà Tây Bắc là tốt nhất. Nhưng mà những cái nhà đó rất là khó tìm. Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam rất khó tìm. Mỹ thường thường nó xây chính hướng, ngoài trừ trường hợp những cái nhà mà trong
cái lô á mà nó nằm ở nơi góc. Dạ, vâng. Thì mới có được những cái hướng lạ. Cho nên tốt nhất là nên dùng hướng Tây. Nếu hướng Tây thì hợp với chị nhiều hơn là hợp với ông xã. Dạ. Mà hướng Tây á thì ok, nó là được cái chỗ mà hướng tốt đó. Hướng Tây là người ta chỉ cho mình đó. Nên chuẩn đi cho nó tốt. Và hướng Tây đó thì bây giờ mình nói rằng anh là tuổi Kỷ Tỵ. Cô là tuổi Bính Thân, cô là tuổi Bính Thân. Tỵ với Thân gì hợp với nhau? Bây giờ nếu sự thật các trong tháng Giêng này mà người ta giới thiệu thì nên chộp liền đi, thấy không? Còn không thì để tới tháng Tư. Tới tháng Tư thì nhập nhà nghe nha. Dạ rồi. Tháng Giêng này người ta chỉ cho mình thì nên mua liền đi. Dạ rồi. Tháng Giêng thì nên mua liền. Còn có 10... tại vì chưa có đủ tiền để bán nhà. Còn có mấy ngày nữa. Dạ, thưa vâng. Cũng khá là gọi là thời gian cũng hết, đã hết rồi. Còn có 7 ngày nữa là hết tháng Giêng rồi, thưa thầy. Tháng Tư. Còn tháng Tư. Tháng nói là tháng Giêng này người ta giới thiệu nhưng mà mất cơ hội thì... tháng Tư âm lịch. Dạ vâng. Rồi, vậy thì đợi tháng Tư nha chị nha. Rồi. Dạ, như vậy thì chắc cũng là cô Hạnh Lê. Dạ rồi, cảm ơn chị. Chắc chắn sẵn sàng. Cảm ơn chị. Mình chỉ có muốn kiếm cái nhà vào khoảng 500 độ xuống thôi cô, nhà cao quá không thể mua được. Dạ thưa vâng, rồi có gì thì chị cứ gọi cho Hạnh Lê riêng nha. Thì Hạnh Lê sẽ giúp cho chị. Dạ, thưa thầy như vậy về cái đường mà con cái đó thì thầy, cái con bé tuổi Thìn đó thầy, thì năm nay là chuyển đổi công việc làm ăn thưa thầy có tốt không ạ? Mậu Thìn 88 đó thưa thầy. Năm 1988 cháu tuổi Mậu Thìn là công chấn. Con gái. Một rừng xanh. Năm nay năm Canh Tí, sự thật nó không có lời cho cháu. Tại vì chuyển chỗ làm. Vâng. Thì tốt hả? Chuyển chỗ làm không có lời, nếu chuyển thì chuyển nhanh chứ đừng có nói tôi chuyển nha. Đừng có nói như vậy là không có được. Nghĩa là tôi muốn nói rằng muốn chuyển thì cháu cứ âm thầm cháu chuyển chỗ đi. Chứ đừng có nói rằng mai mốt còn mấy ngày nữa tôi đổi này kia là không có được. Đổi là đổi ngay lập tức đổi được. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi rất là nhiều ạ. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Khi nào gặp thì các cô các chị nhớ mua cho thầy ly nước mía, nói đùa vậy thôi nhưng mà thật sự ra mỗi lần mà thầy Thương phải xem một cái quẻ nào đó thì anh Lê thấy là thầy Thương phải tập trung rất là nhiều thưa quý vị, và phải nặng đầu nặng óc ra để mà xem cho quý vị chứ không phải là đơn giản như vậy đâu. Thành thử ra một lần nữa thầy Lê cảm ơn thầy Thương rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua, luôn luôn ưu ái khách những cái quý khán giả của Vicao TV. Nhưng mà ngược lại thầy Lê cũng nhờ quý vị nào mà cần cái sự giúp đỡ của nhà phong thủy Hà Ngọc Thương thì nhớ gọi cho nhà phong thủy Hà Ngọc Thương để mà nhà ông thầy có cái cơ hội cũng như là có được cái điều kiện để mà đến với Vicao TV để mà giúp cho quý vị cũng như là có được những cái thông tin như thế này trên chương trình của chúng tôi một lần nữa. Và thưa quý vị, rất là tiếc là cái chương trình ngày hôm nay cũng đã hết giờ rồi. Thì đó là cái vị thính giả cuối cùng mà chúng tôi bắt trong ngày hôm nay trở lại với cái câu hỏi của với nhà ông Nguyễn Thương là vợ chồng hay gây lộn với nhau có liên quan gì tới phong thủy không. Thì thưa quý vị, chắc có lẽ chúng ta sẽ đợi trong cái chương trình vào thứ Tư tuần sau để nhờ nhà phong thủy ông Thương trả lời đến cho quý vị. Cho nên là xin quý vị và nhớ đón xem cái chương trình này vào mỗi ngày thứ Tư từ 4 giờ, trong cái khung giờ từ 4 giờ tới 5 giờ thì chúng tôi sẽ có cái chương trình này, sớm hay muộn thì nó sẽ cũng sẽ nằm trong cái khung giờ từ 4 tới 5 giờ để mà gửi đến cho quý khán giả thân thương của Vicao TV. Một lần nữa thì cảm ơn thầy Thương và mời thầy gửi lời chào đến quý vị. Cảm ơn anh Lê và nhân viên của đài đã làm cho chương trình này trở nên tốt đẹp hơn, và thân chào tất cả quý khán giả đã quan lâm tới chương trình Phong thủy và đời sống của chương trình của Vicao TV. Dạ vâng, cảm ơn thầy, và chúng ta xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.